tiên thì tôi xin được kính chào ông chủ kênh Việt Vi Dân. Thì hôm nay là và tôi cũng xin được kính chào tất cả các bà mẹ Việt Nam anh hùng đang có mặt tại Việt Nam và cũng như trên thế giới. Thì hôm nay là ngày của mẹ ở trên nước Mỹ. Tôi xin làm cái video này để trình bày cho biết tất cả quý vị về cái lòng biết ơn của cá nhân tôi và của tất cả những người con dân Việt Nam. Thì tất cả mọi người chúng ta sinh ra đó thì đều có một cái án tử hình trước rồi. Sinh lão bệnh tử mà. Cho nên có những đứa bé nó được sinh ra và nó bị cha mẹ chính của nó giết. Thì có rất nhiều người cho rằng xã hội Mỹ và xã hội châu Âu là xã hội văn minh. Nhưng họ không biết điều này. Ông Joe Biden là một người công giáo nhé. Mà ông là một tổng thống Mỹ khi ông đắc cử là nhờ vì ông cho phép các bà mẹ được phá thai vào thời kỳ 9 tháng 10 ngày. Thì cái điều đó là một tội ác rồi. Thường giết người mà giết hàng triệu người thì là anh hùng. Nhưng mà giết một người thì có thể là tội ác. Và việc đó làm cho giáo hội công giáo rất là khó để có thể giải quyết những vấn đề mang tính cách lớn. Cho nên khi ông Joe Biden và vợ đến Vatican để ra mắt Đức Giáo Hoàng, thì Đức Giáo Hoàng vẫn cho ông ấy xưng tội và rước lễ. Đối với người công giáo khi mà giết một đứa trẻ trong bụng và đào thai, cái đó là tội ác. Mà ký cho người ta được giết nhiều người như vậy, mà được tổng thống, thì quý vị thấy đây là lý do tại sao mà khi tôi bước ra khỏi trại cải tạo 10 năm, tôi không bao giờ gây khó khăn cho các nhà lãnh đạo trên thế giới hoặc là những người chỉ huy trực tiếp của tôi, chẳng hạn như tại phường khóm, tại địa phương, cũng như các linh mục như cha Nguyễn Ti Văn Ti của dòng Đông Bosco hay thầy Thích Giác Lượng của chùa Như Lai, là vì tôi hiểu khi chúng ta đạt đến cái tham vọng lớn nhất thì chúng ta phải đứng trước vấn đề trách nhiệm, và khi đứng trước những trách nhiệm đó chúng ta cũng không biết đâu là đúng và đâu là sai. Cho nên hôm nay ngày của mẹ, tôi xin được đọc bài thơ Hãy Dừng Tay Lại. Và những người con gái nào nghĩ rằng mình đến Mỹ để mình sống sa đọa rồi mình có thể giết con mình từ 3 tháng, 9 tháng, 10 ngày, hãy suy nghĩ lại. Đây là văn hóa của sự chết. Ở Quốc hội Hoa Kỳ, Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã cho một phụ nữ người Trung Quốc được vào quốc tịch Mỹ vì bà mô tả lại công việc của bà quá kinh khủng tại Trung Quốc. Họ hiện giờ đang có 1 tỷ 400 triệu dân mà có tới 600 triệu người chết đói, cho nên họ phá thai đúng mức, mà cách phá thai của họ thì ngoài sức tưởng tượng của Quốc hội Hoa Kỳ. Cho nên sau khi bà trình bày cách phá thai thì bà được ân xá vào quốc tịch ngay, vì lý do là bà đã phải chịu những công việc mà bà không muốn làm. Muốn vào quốc tịch Mỹ thì bạn phải chứng tỏ rằng bạn bị áp bức về chính trị hay tôn giáo hay một cái lý do nào đó mang tính cách nhân bản. Thì bà mô tả lại ở Trung Quốc người ta giết người rất đơn giản, không phải chụp MRI hay X-ray hay thử máu hay tiếp máu hay là các ca mổ, mà đẻ ở bên Mỹ tới 20.000 đô la, mắc quá. Người ta cho các bà mẹ nghèo ở Trung Quốc á, cứ đẻ thoải mái đi,
Sau đó họ bỏ vào trong cái bao ni lông. Và cái bao ni lông nó được cột chặt lại. Và đến 24 giờ sau khi mà thấy các đứa bé ở trong các bao đó nó không nhúc nhích đó, thì đem đi chôn. Thì đây là một trong những hành động mà của bọn Cộng sản Trung Quốc. Nó đi ngược với lại cái chính sách tự nhiên của trời đất, sinh lão bệnh tử. Và như vậy cái ý thức đó nó coi các nước nhược tiểu như cá lớn có quyền nuốt cá bé, cho nên nó đã xua 600 ngàn quân đánh Việt Nam. Nó phá hủy đi cái tiến trình thế giới đại đồng của tất cả những dân tộc mà công nhân và nông dân bị áp bức. Nó đi đến đó, cái đó gọi là văn hóa sự chết. Thì bài thơ sau đây chúng tôi sẽ nói về lời cảm ơn của một cái thai nhi, không biết nó là con trai hay là con gái, để cho quý vị thấy được cái tình yêu nó bắt đầu từ đâu và sự xóa bỏ cuộc sống nó xóa đầu từ đâu. Cho nên văn hóa sự chết và cuộc cách mạng tâm hồn là điều mà chúng tôi trân trọng Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi tôi bước vào nhà tù cải tạo ở Bù Gia Mập, suối Tà Nên, Thác Mơ, sông Bé, núi Bà Rá, thì ở đó làm gì có nhiều nhà thờ mà ngày nay có 6 nhà thờ tại đó. Như vậy văn hóa của sự sống và một nền văn minh của nhân loại là những người cộng sản yêu nước, nationalist, communist và nationalist Catholic kết hợp lại, đó cũng là sự tôn trọng các thai nhi. Hãy dừng tay lại. Không có mặt trời, không có hoa nở, không có mẹ hiền, không có vĩ nhân. Không có mặt trời, không có hoa nở, không có mẹ hiền, không có gia nhân. Mẹ ơi, mẹ là người duy nhất bảo vệ con, không cho phép phá thai. Thịt xương da do mẹ tạo ra, tình yêu đó kết hợp với máu cha, con còn non lắm được nuôi bằng nhau của mẹ. Vòng eo thon mái che đầu tiên trăn trở, tim của mẹ con hơi thở đập chung. Vết thẹo bên ngoài chỉ một người mang vết cắt, phá đi hai nỗi đau quặn thắt từ trong. Mẹ ơi, mẹ có nhớ trước bàn thờ gia tộc hứa với nhau sẽ đón nhận bào thai, trời sinh voi trời sanh cỏ, nỗi khổ chia ra nỗi khổ nhỏ đi, nỗi niềm vui chia ra niềm vui lớn lên. Cây không có còn sinh trái, mẹ biết yêu sao nỡ giết con. Nếu ngày mai cuộc sống khó khăn không có thể bỏ lại con trong cô nhi viện cũng không sao. Mẹ ơi, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, cái chết bằng bắt đầu từ con dao sắt nạo thai. Mẹ biết không, con sẽ bỏ chạy khỏi dinh tổng thống, con sẽ khóc thật to khi mẹ cho con làm con nuôi của tỷ phú Donald Trump hay tỷ phú Facebook. Mẹ có biết được làm mẹ hồng ân danh dự, biết bao người con gái âm thầm đến cầu tự hay không? Vô sinh tốn rất nhiều tiền để cấy thai nhi. Mẹ sinh ra con, trời sinh ra mẹ. Tình yêu ấy thiêng liêng, sinh con đứt ruột. Đau đớn là mầu nhiệm mẹ ơi. Hãy cho con diễm phúc cuộc đời. Nếu là trai, làng chài, con sẽ bươn buồm ra biển. Nếu là gái, con sẽ theo mẹ buôn thúng bán bưng. Mái tranh nghèo vang tiếng cười con trẻ, trăng đến chơi dù không có thiệp mời. Mặt trời rực nắng, mẹ lấy tay làm nón, che chở cho con. Cảm ơn mẹ, con được làm người. Kính thưa quý vị thính giả, thế thì khi tôi bước vào trại cải tạo, cái hạnh phúc lớn nhất của tôi là gì? Là tôi không có mẹ. Cho nên 4 phút, 3 phút,
58 giây sau đây tôi mô tả về một bà mẹ đi thăm nuôi con ở trong cải tạo. Nhưng mà cái hạnh phúc là mình không có mẹ, để cho mẹ mình không phải nhìn thấy mình đau khổ đó, cũng không bằng tôi đọc những lá thơ của các anh chiến binh mà chúng tôi đã bắn chết tại Quảng Trị. Trong một lá thơ tôi xé ra, tôi thấy ở trên con tem ghi là nhắm thẳng quân thù mà bắn. Thì có một cậu thanh niên ở quê Thái Bình, quê bố mẹ vợ của tôi. Anh ấy viết và anh dặn thằng em như thế này này. Hôm anh ra nghĩa vụ, đi vội quá. Mà mẹ dặn anh ấy, làm cho mẹ cái dàn bầu mướp và dàn bí ở ngay cái hầm để mà chui xuống khi có báo động B-52. Thì thưa quý vị, Nhiên chờ anh chút chứ Nhiên. Thì khi tôi đọc cái thơ đó tôi thấy mình còn may quá. Mình bỏ đi được một năm cố gắng xây dựng cho bà cụ cái nhà, rồi mình được ra trận. Mình còn chậm rãi để mình có thể làm được công việc đó. Và mình ao ước rằng nếu mà mình chết thì mẹ mình được hưởng 12 tháng lương, một số tiền khủng khổng lồ để mẹ có thể nuôi lại các em của mình. Thưa quý vị, có những việc mà trong chiến tranh đó, người ta tưởng là bình thường dễ làm, nhưng mà cũng trong chiến tranh đó, có những việc rất nhỏ chúng ta không làm được. Tôi giữ mãi cái lá thơ đó cho đến 30 tháng 4 75, thì tôi bỏ căn cứ sóng thần và tôi để lại hết trong phòng riêng, ngủ riêng của tôi trong đó. Thì tại sao tôi nói là cái hạnh phúc của những người có mẹ, khi tôi bước về nhà thì tôi thấy mẹ tôi chết rồi. Tôi chỉ còn trình nhìn lên trên bàn thờ, tôi thấy có câu và tôi làm ngay câu thơ đó. Còn chăng là một nụ cười, thiên đàng đánh mất mẹ người thiên thu. Và tôi trông thấy những thằng bạn của tôi đó, khi được mẹ nó đến thăm ở Bù Gia Mập á, tôi mới làm ra cái bài thơ Bà Mẹ Phước Long. Đường 10 đất đỏ chiều tà, lưng còng tóc bạc gánh quà thăm con. Mẹ già chẳng quản núi non, qua đồi vượt suối cho tròn tình thâm. Mặc cho thế sự thăng trầm, thương con tù tội cũng ngần ấy thôi. Nhìn đồi núi những thương đồi, nhìn con mẹ khổ đứng ngồi sao yên. Mong ngày con được đoàn viên, thâu đêm suốt sáng bao niên đợi chờ. Đớn đau thay lúc đổi cờ, nấm mồ kinh nghiệm chữ ngờ chôn sâu. Bẻ dâu dâu bẻ bẻ dâu, băng rừng vượt suối qua cầu đến thăm. Con ơi mẹ sống bao năm, mẹ thương con mãi như tằm nhà tơ. Chờ con mắt mẹ đã mờ, đoạn trường cay đắng như thơ lạc vần. Sao con tôi quá phong trần, rơi thương ngã ngựa nợ nần trả vai. Vẫy vùng chí lớn làm trai, tháng tư gãy súng lên vai con gầy. Tình thương mẫu tử tràn đầy, một ngày thương nhớ trăm ngày nhớ thương. Con ơi đời đã đổi chương, đọa đầy con chịu phong sương mẹ buồn. Bao la tình mẹ thác nguồn, đường xa mẹ vẫn dặm trường tìm con. Đắc lung quẩy gánh qua đồn, lên con dốc đứng gặp hồn phù du. Nhìn quanh trong đám sương mù, ghé tai mẹ hỏi mấy thu con về. Bù Gia Mập chuyến xe be, mẹ ngồi xúc gỗ tàn tre phủ đầu. Ngày xưa binh nghiệp công hầu, mà nay sao nhấc chén sầu chia tay. Mẹ về con ở lại đây, trở lại với kiếp khổ sai tội tù. Phước Long rừng núi âm u, mẹ ơi xanh lá mùa thu con về. Chiến tranh Việt Nam đã để lại biết bao nhiêu chiến sĩ cách mạng tại núi Bà Rá. Nơi đó có ai đến mà có được về đâu. Đó là thời thuộc địa Pháp. Như vậy thì người ta chỉ không thể nào khóc bằng một con mắt, mà người ta khóc thì cả hai nước mắt, hai bên cùng khóe ra. Tôi cho rằng mắt trái là khóc cho người miền Bắc và con mắt phải là cho người miền Nam. Thì cuộc chiến tranh vừa qua,
Những bà mẹ là những người đáng vinh danh nhất. Hôm nay, tôi mong rằng với bài độc thoại ngắn ngủi này của ngày Mother Day ở Mỹ, tôi xin đọc với các bạn một câu tiếng Anh mà nó mang một hàm nghĩa, tôi xin dịch như sau. One can only value anything until it's lost. Khi nào mà bạn mất mẹ rồi, thì bạn mới thấy những gì mà rất nhỏ mà mẹ bạn làm cho mẹ đó, không có cái gì đổi lại được. Mẹ đây là tổ quốc. Mẹ đây là quê hương. Và khi nào các bạn đi thật xa như chúng tôi, thì các bạn sẽ có bài thơ Giấc mơ hoa. Vì là người có lý tưởng tôi mới nằm mơ giữa ban ngày nóng sốt, vì loài vật làm gì có giấc mơ, chẳng lẽ con bò nằm mơ thành xúc xích. Tôi mơ tự do vì tôi đang bị xiềng xích, tôi mong trở về vì tôi đang sống kiếp ly hương. Vì tôi trưởng thành cho nên tôi mới cảm thông với những người đang lãnh đạo. Ai có hỏi giấc mơ nào đẹp nhất, xin trả lời sự thật mà thôi. Ai có hỏi giấc mơ nào vĩ đại nhất, kiếp sau được gặp lại mẹ ơi. Kính cảm ơn. Giữ đất tổ quốc lẽ lên hình tia chớp ngăn thù.